Sách Thi Thiên chương 14. Sự ngu dại và gian ác của loài người. Thi Thiên của David sáng tác cho nhạc trưởng. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng đều đồi bại, làm những việc ghê tởm. Chẳng có ai làm điều lành. Đức Giê-hô-va từ trên trời nhìn xuống con cái loài người để xem có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Tất cả đều lầm lạc, cùng nhau trở nên đồi bại. Chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Phải chăng mọi kẻ gian ác đều không hiểu biết? Chúng ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, và chẳng bao giờ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Tại đó, chúng phải kinh hoàng khiếp sợ, vì Đức Chúa Trời bên vực dòng dõi người công chính. Lũ các ngươi phá hỏng kế hoạch của người nghèo, nhưng Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của họ. Ôi, cầu xin Chúa đến từ Si-ôn giải cứu Israel. Khi Đức Giê-hô-va đem con dân Ngài từ lưu đày trở về, thì Gia-cốp mừng rỡ và Israel vui vẻ. Sách Ma-thi-ơ chương 14. Sự chết của dân Báp-tít. Lúc ấy, vua chư hầu Hê-rốt nghe danh tiếng Đức Chúa Giê-su thì bảo các cận thần rằng đây là dân Báp-tít, người từ cõi chết sống lại nên mới thực hiện được những phép lạ này. Vì Hê-rốt đã bắt, trói và bỏ tù dân do việc Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, em vua. Bởi dân có can vua, bệ hạ lấy nàng là điều trái luật pháp. Dù muốn giết dân, nhưng vua lại sợ dân chúng, vì họ đều tin rằng dân là một nhà tiên tri. Nhưng khi đến sinh nhật Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia nhảy múa trước mặt khách dự tiệc, làm hài lòng Hê-rốt, đến nỗi vua thề hứa cho nàng bất cứ điều gì nàng xin. Bị mẹ xúi dục, nàng tâu rằng: xin cho con cái đầu của dân Báp-tít đặt trên mâm. Vua lấy làm buồn rầu, nhưng vì đã lỡ thề trước những khách dự tiệc nên truyền lệnh ban cho nàng. Vua sai người chém đầu dân trong ngục, rồi để đầu của ông lên mâm trao cho cô gái ấy, và nàng đem đến cho mẹ mình. Sau đó, các môn đồ của dân đến lấy xác ông đem chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất. Nghe tin ấy, Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền, rời chỗ này đi đến nơi hoang vắng. Biết vậy, dân chúng từ các thành đi bộ theo Ngài. Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Giê-xu thấy đoàn dân đông thì cảm thương và chữa lành cho những người bệnh. Đến chiều tối, các môn đồ đến thưa với Ngài: nơi này hoang vắng, trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mua thức ăn. Đức Chúa Giê-xu phán: họ không cần phải đi đâu, chính các con hãy cho họ ăn. Các môn đồ thưa rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài phán: hãy đem đến đây cho ta. Sau khi truyền cho dân chúng ngồi trên bãi cỏ, Ngài lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, rồi bẻ bánh ra trao cho môn đồ. Họ phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no nê. Họ thu lại được 12 giỏ đầy những mẫu bánh thừa. Số người ăn khoảng 5.000 người, không kể phụ nữ và trẻ em. Đức Chúa Giê-xu đi trên mặt biển. Sau đó, Ngài dục môn đồ xuống thuyền, đi trước qua bờ bên kia, trong lúc Ngài cho dân chúng ra về. Khi cho dân chúng về rồi, Ngài đi riêng lên núi để cầu nguyện. Tối đến, Ngài vẫn ở đó một mình. Lúc bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển, bị sóng vỗ mạnh vì gió ngược. Đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giê-xu bước đi trên mặt biển đến với các môn đồ. Khi thấy Ngài bước đi trên mặt biển, các môn đồ kinh hoảng và nói rằng: ấy là ma. Rồi họ la lên vì sợ hãi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu liền phán với họ: hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ. Phi-rơ thưa rằng: lạy Chúa, nếu phải là Chúa, xin khiến con đi trên mặt nước đến với Chúa. Ngài phán: hãy lại đây. Phi-rơ ra khỏi thuyền, bước trên mặt nước đến với Đức Chúa Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi, Phi-rơ hoảng sợ, suýt chìm xuống nước nên la lên: Chúa ơi, xin cứu con. Tức thì, Đức Chúa Giê-xu đưa tay nắm lấy Phi-rơ và nói rằng: con thật ít đức tin, sao con lại nghi ngờ? Khi Ngài và Phi-rơ lên thuyền rồi thì gió yên lặng. Những người trên thuyền quỳ lại Ngài và thưa rằng:
Thầy thật là con Đức Chúa Trời. Khi đã qua đến bờ bên kia, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đến đất Gê-nê-sa-rết. Dân vùng đó nhận ra Ngài. Họ sai người báo tin khắp các miền chung quanh và đem tất cả những người bệnh đến với Ngài. Này xin Ngài cho họ chỉ chạm vào gấu áo Ngài mà thôi, và những ai chạm đến đều được lành. Sách Các Vua Nhì, chương 13. Jo-a-cha làm vua Israel. Vào năm thứ 23 đời trị vì của Jo-ách, con A-cha-sia vua Giu-đa, thì Jo-a-cha con Jehu lên làm vua Israel tại Samari và trị vì 17 năm. Vua làm điều ác trước mắt Đức Giê-hô-va, đi theo các tội lỗi của Jeroboam, con trai Nê-bát, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Vua không từ bỏ tội ấy. Vì thế, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân Israel. Ngài phó họ vào tay Hazael, vua Aram, và vào tay Ben-hadad, con trai Hazael, suốt thời trị vì của hai vua đó. Nhưng khi Jo-a-cha khẩn xin ân huệ của Đức Giê-hô-va, thì Đức Giê-hô-va nhậm lời vua. Vì Ngài đã thấy cảnh dân Israel bị vua Aram áp bức, Đức Giê-hô-va ban cho Israel một vị cứu tinh giải thoát họ khỏi tay dân Aram. Vậy, dân Israel lại được sống trong lều trại của mình như trước. Tuy nhiên, họ vẫn không từ bỏ tội lỗi của nhà Jeroboam, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Họ cứ phạm tội đó, đến nỗi trụ thờ thần Asherah còn đứng sừng sững tại Samari. Chúa không để lại gì cho quân lực của Jo-a-cha ngoài 50 kỵ binh, 10 chiến xa và 10.000 bộ binh, vì vua Aram đã tiêu diệt và nghiền nát quân Israel như bụi trong sân đập lúa. Chẳng phải các việc khác của Jo-a-cha, tất cả những gì vua đã làm và thế lực của vua đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel sao? Jo-a-cha an giấc cùng các tổ phụ mình và được an táng tại Samari. Jo-ách con vua lên ngai kế vị. Jo-ách làm vua Israel. Vào năm thứ 37 đời trị vì của Jo-ách vua Giu-đa, thì Jo-ách con trai Jo-a-cha lên làm vua Israel tại Samari và trị vì 16 năm. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, không từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai Nê-bát, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Vua cứ đi theo con đường tội lỗi ấy. Chẳng phải các việc khác của Jo-ách, tất cả những gì vua đã làm và chiến công của vua trong cuộc chiến với Amasia vua Giu-đa đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel sao? Jo-ách an giấc cùng các tổ phụ mình, rồi Jeroboam lên ngai kế vị. Jo-ách được an táng tại Samari cùng với các vua Israel. Elishe qua đời. Elishe lâm bệnh và do bệnh ấy ông phải qua đời. Trước đó, Jo-ách vua Israel xuống thăm ông, khóc trước mặt ông và kêu than: "Cha tôi ơi, cha tôi ơi, chiến xa và kỵ binh của Israel." Elishe nói với vua: "Xin vua lấy cung và tên ra đây." Jo-ách lấy cung và tên. Elishe lại nói với vua Israel: "Vua hãy giương cung lên." Vua liền giương cung. Rồi Elishe đặt tay mình trên tay vua và nói: "Hãy mở cửa sổ về hướng đông." Jo-ách mở cửa ra. Elishe lại nói: "Hãy bắn." Vua liền bắn. Bấy giờ Elishe nói: "Ấy là mũi tên chiến thắng của Đức Giê-hô-va, tức là mũi tên chiến thắng quân Aram, vì vua sẽ đánh quân Aram tại A-phét cho đến khi tận diệt chúng." Elishe nói tiếp: "Xin vua hãy cầm lấy các mũi tên." Vua liền cầm lấy. Elishe lại bảo vua Israel: "Hãy đập xuống đất." Jo-ách đập 3 lần rồi ngừng lại. Người của Đức Chúa Trời nổi giận với vua và nói: "Nếu vua đã đập 5 hoặc 6 lần thì mới có thể đánh quân Aram cho đến khi tận diệt chúng. Nhưng bây giờ, vua sẽ chỉ đánh bại quân Aram được 3 lần mà thôi." Elishe qua đời và được an táng. Trong thời ấy, những toán quân Moab cướp phá thường xâm nhập xứ sở vào dịp đầu năm. Một lần kia, người ta đang đem một người chết đi chôn thì thấy một toán quân đến cướp phá. Họ liền ném người chết vào mộ của Elishe rồi bỏ đi. Vừa khi chạm đến hài cốt của Elishe thì người chết sống lại và đứng trên chân mình.
Joash chiến thắng dân Aram. Hazael vua Aram áp bức dân Israel suốt thời gian trị vì của Joacha. Nhưng Đức Giê-hô-va vẫn làm ơn cho họ. Ngài thương xót và đoái xem vì họ là giao ước mà Ngài đã lập với Abraham, Isaac và Jacob. Ngài không muốn tiêu diệt họ và cho đến nay vẫn không loại bỏ họ khỏi mặt Ngài. Khi vua Aram là Hazael ben Hà và con vua là Ben-Hadad kế vị, thì Joash con Joacha lấy lại từ tay Ben-Hadad con trai Hazael các thành mà vua ấy đã đánh chiếm được trong cuộc chiến với vua cha là Joacha. Joash đánh bại Ben-Hadad 3 lần và khôi phục các thành của Israel. Sách các vua nhì chương 14. Amasi làm vua Juda. Vào năm thứ hai đời trị vì của Joash con Joacha vua Israel, thì Amasi con Joash vua Juda lên ngai vua. Khi bắt đầu trị vì, vua được 25 tuổi và cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ vua là Jehoadan, quê ở Jerusalem. Vua làm điều ngay thẳng với mắt Đức Giê-hô-va, nhưng không được như tổ tiên vua là David. Vua chỉ làm theo mọi điều cha mình là Joash đã làm. Các nơi cao vẫn chưa bị phá hủy, nên dân chúng vẫn còn dâng sinh tế và đốt hương trên các nơi cao ấy. Vừa khi nắm vững vương quốc trong tay, vua xử tử những thuộc hạ đã giết vua cha. Nhưng vua không xử tử các con cái của những kẻ sát nhân ấy, đúng theo lời đã chép trong sách luật pháp của Môi-se. Trong đó, Đức Giê-hô-va đã truyền rằng, người ta sẽ không giết cha vì tội của con, cũng sẽ chẳng giết con vì tội của cha, vì mỗi người sẽ chết vì tội của mình. Chính Amasi đã giết 10.000 quân Edom tại thung lũng muối và chiếm thành Sê-la trong trận này, rồi đặt tên là Dốc Then, vẫn còn cho đến ngày nay. Sau đó, Amasi sai sứ giả đến gặp Joash con Joacha, cháu Jehu, vua Israel, với lời thách thức: hãy đến để chúng ta đối mặt đò sức nhau. Joash vua Israel sai người trả lời với Amasi vua Juda. Cây gai ở Liban sai người nói với cây bá hương cũng ở Liban rằng: hãy gả con gái anh làm vợ con trai tôi. Nhưng có thú rừng của Liban đi ngang qua, giẫm nát cây gai. Ông thật đã đánh bại dân Edom và sinh lòng kêu căng: hãy ở nhà mà hưởng vinh quang của chiến công ấy. Tại sao ông lại muốn gây họa cho mình, khiến cho ông và cả Juda bị gục ngã? Nhưng Amasi không chịu nghe. Vậy vua Israel là Joash tiến lên đòi sức đối mặt với Amasi vua Juda tại Bet-Shemesh thuộc Juda. Juda bị Israel đánh bại, quân Juda chạy trốn, ai về nhà nấy. Joash vua Israel bắt được Amasi vua Juda, còn Joash cháu Amasi tại Bet-Shemesh. Rồi Joash tiến đến Jerusalem, phá đổ tường thành từ cổng Ephraim cho đến cổng gốc, một đoạn dài 200 mét. Vua lấy tất cả vàng bạc và mọi vật dụng tìm thấy trong đền thờ Đức Giê-hô-va và trong các kho tàng của cung điện. Vua cũng bắt nhiều con tin rồi trở về Samari. Chẳng phải các việc khác của Joash, những gì vua đã làm, thế lực của vua, cuộc chiến của vua với Amasi vua Juda đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel sao? Joash an giấc cùng các tổ phụ và được an táng tại Samari chung với các vua Israel. Rồi Jeroboam con vua lên ngai kế vị. Amasi con của Joash vua Juda còn sống 15 năm sau khi Joash con Joacha vua Israel băng hà. Chẳng phải các việc khác của Amasi đều được chép trong sách lịch sử các vua Juda sao? Tại Jerusalem, người ta âm mưu chống lại vua nên vua chạy trốn đến Laki. Nhưng họ sai người đuổi theo vua đến Laki và giết vua tại đó. Họ đặt xác vua trên ngựa, trở về Jerusalem và an táng vua chung với các tổ phụ tại thành David. Toàn dân Juda lập Asaria được 16 tuổi lên làm vua kế vị vua cha là Amasi. Sau khi vua cha an giấc cùng các tổ phụ, chính Asaria là người xây lại Elat và khôi phục chủ quyền thành ấy về cho Juda. Jeroboam thứ nhì làm vua Israel.
vào năm thứ 15 đời trị vì của Amasia, con Joash, vua Juda, thì Jeroboam, con Joash, lên làm vua Israel tại Samari. Vua cai trị 41 năm. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, chẳng từ bỏ tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Chính vua đã khôi phục bờ cõi Israel từ cửa ải Hamat cho đến biển Araba, đúng như lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã phán bởi đầy tớ Ngài là nhà tiên tri Jonah, con trai Amitai ở Gath-hê-phe. Vì Đức Giê-hô-va đã thấy nỗi khốn khổ cay đắng tột cùng của Israel, chẳng một ai, dù nô lệ hay tự do, đến cứu giúp Israel. Và vì Đức Giê-hô-va đã không phán rằng Ngài sẽ xóa tên Israel dưới bầu trời, nên Ngài đã dùng Jeroboam, con Joash, mà giải cứu họ. Chẳng phải các việc khác của Jeroboam, mọi việc vua làm, thế lực của vua, các chiến công và việc khôi phục chủ quyền Đa-mách và Hamat từ Juda về cho Israel đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel sau. Jeroboam ăn giấc cùng tổ phụ mình là các vua Israel, con vua là Sacheri lên ngai kế vị.